Annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Nói tiếng Hàn ở sân bay là một chủ đề rất quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là các câu giao tiếp căn bản thường gặp ở quầy làm thủ tục. 공항 체크인 카운터에서. Thế thì các bạn hãy cùng theo dõi nhé, để xem chúng ta sẽ có những câu như thế nào. Thứ nhất đó là 여기는 체크인 카운터입니까? 여기는 체크인 카운터입니까? Đây là nơi làm thủ tục phải không? 여기 là đây. Check-in. Check-in có nghĩa là gì? Check-in ấy, có nghĩa là việc làm thủ tục hoặc là việc nhận phòng chẳng hạn. Counter. Counter có nghĩa là quầy tiếp khách hoặc là quầy thu ngân hoặc là quầy tiếp tân. 입니까? Có nghĩa là cái gì đó phải không? 여기는 check-in counter입니까? Đây là nơi làm thủ tục phải không? Và chúng ta sẽ gặp những câu rất là quen thuộc khi mà nhân viên hải quan hỏi chúng ta, ví dụ là gì nhỉ? 여권과 여권과 비행기표를 좀 보여주십시오. 여권과 비행기표를 좀 보여주십시오. Có nghĩa là làm ơn cho tôi xem vé máy bay và hộ chiếu. 여권, 여권 có nghĩa là hộ chiếu. 비행기표, 비행기표 là vé máy bay. 비행기 là máy bay, còn 표 có nghĩa là vé. 보여주다, 보여주다 có nghĩa là cho xem. Còn cái đuôi câu mệnh lệnh ấy, chúng ta sẽ có là 비읍시오 có nghĩa là gì? Làm ơn hãy. Chúng ta sẽ có 보여주다 là dặn. Đuôi câu ở mức độ thông thường là cho xem. Còn khi mà kính ngữ ấy, thể hiện cái sự tôn trọng ấy, tôn kính, thì sẽ thêm từ 시 này. Vào gốc của động từ sẽ là 보여주시다. Và ở cái dạng đuôi câu mệnh lệnh đề nghị, chúng ta sẽ gắn 비읍시오. 보여주십시오. Hoặc là gì? 보여주세요. Nếu mà các bạn sử dụng với đuôi 요 ấy, thì cái từ 시다 sẽ chuyển thành 세 sẽ là gì? 보여주세요. Hoặc ở dạng như thế này sẽ là gì? 보여주십시오. Thì đây đều là những cái đuôi câu thể hiện sự đề nghị một cách trang trọng lịch sự. 여권과 비행기표를 좀 보여주십시오. Làm ơn cho tôi xem vé máy bay và hộ chiếu ạ. 여권, 여권 có nghĩa là hộ chiếu. 비행기표, vé máy bay. 보여주다 là cho xem. 캐리어를 보여주세요. 캐리어를 보여주세요. Cho tôi xem vali, hãy cho tôi xem vali. 캐리어, 캐리어 có nghĩa là chiếc vali đấy, túi vali hoặc là vali. Carrier, vali. 보여주다 có nghĩa là cho xem. Còn ở dạng đuôi câu đề nghị ấy, đề nghị một cách lịch sự sẽ là gì? 보여주세요. 세요. 보여주세요. Làm ơn hãy cho tôi xem vali. 짐을 올려주세요. 짐을 올려주세요. Hãy cho hành lý lên cân. Đây là khi nhân viên hải quan yêu cầu chúng ta đưa hành lý lên để kiểm tra xem có vượt quá số cân quy định không. Chim có nghĩa là hành lý. 올려주다. 올려주다 là cho lên hoặc là đưa lên. 올려주세요 có nghĩa là gì? Hãy đưa hành lý lên cân hoặc là gì? Hãy cho hành lý lên. Chúng ta hiểu rằng cho lên tức là cho lên cân đấy. Chim có nghĩa là hành lý. 짐을 올려주세요. Hãy cho hành lý lên cân. 다른 짐은 있나요? 다른 짐은 있나요? Quý khách hoặc là bạn có hành lý khác không? 다른 có nghĩa là khác. 짐 có nghĩa là hành lý. 다른 짐 là hành lý khác. 있나요? 있나요? Có nghĩa là có hành lý khác không? Có không? Chúng ta có cái đuôi 나요 này là một đuôi câu hỏi ở dạng thân mật, nhẹ nhàng. Chúng ta thường hay quen với đuôi là gì? 있어요 đúng không? Thì cái đuôi 있나요 nó cũng tương đương với cái đuôi 아요요 ấy. Cũng là một cách hỏi rất là lịch sự, nhẹ nhàng. Cái đuôi 있나요, cái đuôi 나요 này thì nó nhẹ nhàng hơn một chút. 다른 짐은 있나요? Bạn có hành lý khác không? Và các bạn lưu ý về cách phát âm này. 있나요 thì thường người Hàn Quốc sẽ đọc biến âm là 있나요 thì nó nhẹ nhàng hơn. 다른 짐은 있나요? Bạn có hành lý khác không? 추가 요금을 내셔야 합니다. 추가 요금을 내셔야 합니다. Anh hoặc là quý khách phải trả thêm phí. 추가 có nghĩa là 추가 là bổ sung, 요금 là phí.
추가 요금 có nghĩa là gì? Phí bổ sung hoặc là phí thêm. 내시다 chúng ta sẽ có 내다 có nghĩa là trả. Ở dạng đuôi câu thể hiện kính ngữ tôn trọng đối với khách hàng ấy thì người ta sẽ thêm từ 시 vào. Dịch ra trong tiếng Việt vẫn là trả giống nhau, 내다 và 내시다 giống nhau. Nhưng trong tiếng Hàn thì hai cái đuôi câu này nó khác nhau một chút, đó là gì? 내다 thì ở mức độ thông thường, còn thêm 시 vào thì nó thể hiện sự tôn kính hơn. Và chúng ta sẽ có 내시다 có nghĩa là trả. Khi mà mang nghĩa là phải trả hoặc là phải thực hiện một hành động nào đó thì chúng ta sẽ có ngữ pháp, đó là động từ các bạn chia theo đuôi yo, bỏ yo đi và cộng với 야하다 mang nghĩa là phải. 추가 요금을 내셔야 합니다 có nghĩa là anh phải trả thêm phí, tức là có thể là hành lý bị quá cân chẳng hạn, nên là phải trả thêm phí hành lý. 추가 요금을 내셔야 합니다. Quý khách phải trả thêm phí nữa đấy ạ. 이건 제 수화물입니다. 이건 제 수화물입니다. Đây là hành lý xách tay của tôi. 이건 là dạng viết tắt của 이것은. 이거. 이것은 có nghĩa là cái này thì. 제 có nghĩa là dạng viết tắt của 저. 의 có nghĩa là của tôi. 수화물. 수화물 có nghĩa là hành lý xách tay, tức là cái hành lý được phép đem lên máy bay. 입니다 có nghĩa là 수화물입니다. Đây là hành lý xách tay của tôi. Các bạn đọc nối âm bắt chim sẽ là gì? 수화물입니다. 이건 제 수화물입니다. Đây là hành lý xách tay của tôi. 저는 신고할 것이 없습니다. 저는 신고할 것이 없습니다. Tôi không có gì khai báo cả. 신고 thường là gì? Khi mà ký gửi hành lý thì sẽ phải lưu ý một chút, đó là trong hành lý có những cái gì thì cần khai báo thêm. Nếu không có gì đặc biệt thì chúng ta cũng không cần khai báo và chúng ta có thể nói rằng 저는 신고할 것이 없습니다. Tôi không có cái gì để khai báo cả. 신고하다 có nghĩa là khai báo hoặc là trình bày. Còn 것 có nghĩa là cái. Chúng ta sẽ biến cái cụm động từ khai báo ấy thành một cái cụm danh từ, tức là gì? Cái mà cần khai báo, chúng ta sẽ có cái cần khai báo hoặc là gì? Cái khai báo. Thì cái việc cái ở đây có nghĩa là gì? Danh từ. Cái để khai báo thì sẽ là 신고할 것. Thì khi mà biến đổi một cụm động từ thành một cụm danh từ thì chúng ta sẽ có động từ 하다, các bạn bỏ 다 đi và gắn cái đuôi 것 vào. Thì cái cụm động từ 신고하다 khai báo sẽ chuyển thành cái cụm danh từ là việc khai báo. 신고할 것 có nghĩa là gì? Cái để khai báo hoặc là việc cần khai báo ấy. 없습니다 không có. 저는 신고할 것이 없습니다 hoặc 없어요 tôi không có gì khai báo cả. 이건 선물입니다. 이건 선물입니다. Đây là quà tặng ạ, hoặc là cái này là quà tặng thôi ạ. 이건 là dạng viết gọn của 이것은. 선물, 선물 có nghĩa là quà hoặc là quà tặng. 입니다 gốc của nó là 이다. 이다 có nghĩa là. Khi mà các bạn chia theo đuôi yo sẽ là 이에요 hoặc là 예요. Còn khi mà các bạn chia theo đuôi 니다 sẽ là 입니다. 이건 선물입니다. Đây là quà tặng. 이건 개인 소지품입니다. 이건 개인 소지품입니다. Đây là đồ dùng cá nhân. 이건 cái này hoặc là đây. 개인 có nghĩa là cá nhân. 소지품, 소지품 có nghĩa là đồ dùng, đồ dùng. 개인 소지품 là đồ dùng cá nhân, 입니다. Các bạn sẽ đọc nối âm lên sẽ là 소지품입니다 hoặc các bạn không nối âm cũng được. Thường là khi đọc nhanh ý, thì cái việc nối âm và không nối âm thì nó nghe rất là giống nhau. 이건 개인 소지품입니다. 방문 목적이 무엇입니까? 방문 목적이 무엇입니까? Mục đích chuyến viếng thăm của chị là gì hoặc là của quý khách là gì? 방문 có nghĩa là chuyến viếng thăm hoặc là cái sự thăm viếng, sự thăm, sự đi thăm. 목적, 목적 có nghĩa là mục đích. Các bạn lưu ý về cách phát âm. Phát âm sẽ là 목적, 목적, mục đích. Đó là ở vị trí bắt chim là âm cờ. Theo sau của nó là một phụ âm chờ thế này. Thì ở vị trí của chờ các bạn sẽ đọc gấp đôi phụ âm sẽ là mục chọc, mục chọc, mục đích. Mua xim nỉ cá, mua có nghĩa là gì? Im nỉ cá có nghĩa là. Mua xim nỉ cá là gì? Bằng muôn mục chọc kia mua xim nỉ cá.
mục đích chuyến viếng thăm hoặc là mục đích chuyến đi của bạn đến đây là gì, đến Hàn Quốc là gì chẳng hạn. 관광하러 왔습니다. 관광하러 왔습니다. Tôi đến để đi du lịch. Ở đây nhá, các bạn lưu ý nhá, cái câu hỏi này, cái câu mà khi người ta hỏi là mục đích chuyến viếng thăm là gì, nếu mà hỏi khi mà các bạn đang ở ví dụ Việt Nam chẳng hạn, khi mà các bạn chưa đến Hàn Quốc để du lịch thì các bạn có thể trả lời rằng 관광하러 옵니다. Thì các bạn sẽ trả lời với thì hiện tại, tức là 오다, các bạn có thể trả lời là 와요 hoặc là 옵니다. Còn khi mà các bạn đã nhập cảnh vào Hàn Quốc rồi chẳng hạn, đã đến sân bay ở Hàn và khi người ta hỏi là mục đích chuyến bay đến đây để làm gì, tức là khi các bạn đã đến Hàn Quốc rồi thì các bạn có thể trả lời rằng 관광하러 왔습니다. Có nghĩa là gì? Tôi đã đến đây để mục đích là tôi đi du lịch. Các bạn có thể trả lời với thì hiện tại là 관광하러 옵니다 hoặc 관광하러 왔습니다. Trả lời với dạng quá khứ này tức là khi mà các bạn đã đặt chân đến cái nước mà các bạn đến ý. 가족을 방문하러 왔습니다. 가족을 방문하러 왔습니다. Tôi đến để thăm gia đình. 가족 có nghĩa là gia đình. Tiếng Hán của nó là 가족 có nghĩa là gia tộc. Còn chúng ta hiểu là gia đình. 방문하다. 방문하다. Động từ mang nghĩa là thăm hoặc là đến thăm hoặc là đi thăm viếng. Còn ở đây cái ngữ pháp 러 này mang nghĩa là để, có nghĩa là gì nhỉ? Tôi đã đến đây để thăm gia đình. Thì chúng ta sẽ có khi mà hai động từ kết hợp với nhau, đến đâu đó hoặc đi đâu đó để thực hiện một cái hành động, thì chúng ta sẽ có cái ngữ pháp là thêm 러 vào. Khi dịch thì các bạn không cần có từ để này. Còn trong cấu trúc, trong câu tiếng Hàn thì các bạn phải có cái từ để, tức là phải có cái từ 러 này. Và các bạn lưu ý rằng cái ngữ pháp đi đến đâu để thực hiện một cái hành động nào đó thì nó sẽ kết hợp với 러, động từ sẽ kết hợp với 러, đằng trước sẽ là một động từ. Động từ nào cũng được, đằng sau sẽ là một động từ, nhưng mà chỉ là động từ chỉ sự dịch chuyển đi đi lại lại thôi. Sẽ là gì? Tôi đến đây để ăn cơm, hoặc là tôi đến Hàn Quốc để du học, tôi đến Hàn Quốc để thăm gia đình. Thì chúng ta sẽ có ngữ pháp là động từ cộng với 러 và đằng sau sẽ là một động từ nữa chỉ sự dịch chuyển đi đi lại lại, có thể là 가다 hoặc là 오다. Tương tự như câu trước thì đối với câu này cũng thế, khi mà người ta hỏi để trước khi các bạn lên máy bay ấy, thì người ta hỏi mục đích đến đây để làm gì, thì nếu mà ở cái thời hiện tại các bạn chưa đến cái đất nước Hàn Quốc chẳng hạn thì các bạn có thể trả lời rằng 가족을 방문하러 와요 hoặc là 옵니다. Còn khi mà các bạn đã nhập cảnh vào Hàn Quốc rồi, đã đến sân bay ở Hàn và khi nhân viên hải quan người ta có thể hỏi thêm thì các bạn sẽ trả lời rằng 가족을 방문하러 왔습니다. Có nghĩa là gì? Tôi đã đến đây để thăm gia đình. Tức là tùy thuộc vào cái thời điểm mà các bạn có thể sử dụng ở đuôi quá khứ hay là đuôi hiện tại. 얼마 동안 머무르실 예정이세요? 얼마 동안 머무르실 예정이에요? Hoặc là 얼마 동안 머무르실 예정이세요? Ông định lưu lại trong bao lâu? 얼마 동안 có nghĩa là trong bao lâu. 머무르다 có nghĩa là lưu lại, ở lại hoặc là cư trú lại. Còn cái ngữ pháp là động từ cộng với 리을 hoặc là 을 예정이다, nó mang nghĩa là dự định. Tôi định hoặc là tôi dự định. Chúng ta sẽ có 머무르다 mang nghĩa là lưu lại hoặc là ở lại đấy. Còn khi mà ở dạng cái đuôi câu hỏi lịch sự trang trọng thì người ta sẽ thêm từ 시 vào gốc của động từ. Trong trường hợp này sẽ là gì? 머무르시다 có nghĩa là lưu lại. Ở đây nhá, đã thể hiện kính ngữ, đó là thêm từ 시 vào sau gốc của động từ. Và chúng ta sẽ có khi mà kết hợp với ngữ pháp là dự định ở lại trong bao lâu ấy, thì cái cấu trúc dự định ấy nó sẽ kết hợp với động từ. Thế thì chúng ta sẽ có động từ các bạn bỏ tà đi. Như vậy chúng ta sẽ có động từ là 머무르시다, các bạn bỏ tà đi, và gắn cái đuôi 리을 예정이다 vào gốc của động từ. Như vậy chúng ta sẽ có là 얼마 동안 머무르실 예정이세요? Ở đây chúng ta cũng có cái đuôi 이세요. Thông thường sẽ là gì? 예정이다. Thì các bạn có thể chia là gì? 예정입니까? Dạng câu hỏi, hoặc là gì? 예정이에요. 얼마 동안 머무르실 예정이에요? 이에요. Có thể dùng với 이에요 nhé. Hoặc các bạn có thể sử dụng với gì nhỉ? 예정입니까? 이에요 hoặc 입니까? Còn ở đây khi mà thêm từ 시, thêm 시 vào gốc của cái từ dự định, gốc của động từ 예정이다, thì nó mang nghĩa rằng thể hiện kính ngữ, tiếp tục thêm 시 để thể hiện kính ngữ. Và cái từ 시
khi mà các bạn chia từ đây yo sẽ là seyo. Dạng câu hỏi sẽ là seyo. Như vậy thông thường chúng ta có thể dùng là gì? 얼마 동안 머무르실 예정이에요? Hoặc dạng kính ngữ hơn sẽ là 예정이세요? Như vậy các bạn cần hiểu ở đây, cái từ 세요 này gốc của nó chính là từ 시. Khi mà ở dạng đuôi 니다 sẽ là gì? 예정이십니까? Còn ở dạng đuôi 요 sẽ là gì? 예정이세요? Ông định lưu lại trong bao lâu? 2주 정도 머무를 예정이에요. 2주 정도 머무를 예정이에요. Tôi dự định ở lại trong khoảng 2 tuần. 2주 có nghĩa là 2 tuần. 정도 có nghĩa là độ hoặc là chừng hoặc là khoảng. 머무르다 có nghĩa là dừng lại hoặc là lưu lại, ở lại. Còn 예정이다 chúng ta vừa có rồi. 은른 cộng với 예정이다 mang nghĩa là dự định. Ở đây chúng ta sẽ có nhé. Thông thường ấy sẽ sử dụng 시. Vừa rồi chúng ta sẽ có là gì? 머무르실 đúng không? 머무르시다. Thì cái từ 시 này chỉ dùng khi mà chúng ta hỏi thôi. Hỏi đối với những cái người cần được tôn kính thôi. Còn khi mà chúng ta đáp lại ấy, đáp lại thì chúng ta không sử dụng kính ngữ với từ 시 này. Đáp lại thì chúng ta không có nhá. Các bạn thấy rằng trong câu này nhá, phần đáp lại này chúng ta không sử dụng từ 시, chỉ đơn thuần là 머무르다 thôi. Các bạn bỏ 다 đi và gắn 예정이다 vào gốc của động từ. Có nghĩa là gì? Tôi dự định ở lại trong khoảng 2 tuần. Y có nghĩa là 2, y là 2, chu có nghĩa là tuần, trong tu là độ hoặc là chừng. 머무르다 là ở lại, lưu lại. 예정이다 mang nghĩa là dự định. Tôi dự định sẽ ở lại trong khoảng 2 tuần. Như vậy vừa rồi là một số những câu rất căn bản các bạn có thể gặp khi chúng ta làm thủ tục khi lên máy bay hoặc là xuống máy bay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sau nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨어요. 감사합니다.